Hai mà anh chị em uống cà phê ở Colomen nha, số 177 Phan Chu Trinh. Rồi bắt đầu dẫn anh chị em vào nha. Đi với ông bạn già đây. Có cơm trưa cơm phần phía bên kia luôn. Cơm trưa cơm phần luôn. Rồi vào. Cái đó là cái nơi chân lông là số cũ. Chỗ nhà nó mở băng ngang đây luôn. Còn này là đường Phan Chu Trinh đúng không? Còn địa chỉ là địa chỉ cũ. 366/2 là địa chỉ cũ. Hả? À cơm luôn hả? Ủa vậy hả? Ồ dữ ha. Có văn phòng cơm trưa luôn. Vậy là 177 Phan Chu Trinh. Cuối đường luôn nha. Bên trong quán cà phê của Colomen nha, hình biểu tượng ở trước là có cái quầy trưng bày chiếc xuồng, cảnh rất là nhỏ gọn, yên tĩnh rất đẹp. Quầy trưng bày phía trước tương ớt đúng không? Ừ. Có bán áo luôn nha. Cái nhất nhất đấy. Nguyên cái con thuyền đẹp không? Nguyên con thuyền. Anh ấy ra ngoài hút thuốc.
Dạ. Giờ mở cửa.